cỡ ba bốn, có ba bốn vậy đó hả? Ba bốn câu lại là bảy. Trời ơi. Mặt kia trong qua bên đây. Ừ, tràn quá liền. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời mời già gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em đây là Lê Thị Thu Hà, hôm nay em 30 tuổi nè. Em đang buôn bán kinh doanh tự do. Em kinh doanh cái gì? Dạ, em buôn bán đồ ăn với quán nhậu. À, đồ ăn quán nhậu hả? Em ở đâu, bán ở đâu? Ở Bình Tân. Rồi mình sống ở Bình Tân luôn? Dạ. Rồi, cô gái của chúng ta 30 tuổi, 30 tuổi sống ở Bình Tân, làm buôn bán đồ ăn sáng. Rồi mời nhà trai. Em tên Tý, ở Bến Tre. Tên gì? Em tên Võ Văn Tý. À. Em ở Bến Tre. Em năm nay 36 tuổi. Tý làm gì? Dạ hiện tại em mua bán. Mua bán gì Tý? Dạ trái cây. Trái cây á hả? Dạ. Bán ở chợ nào? Chung là em bán, em bỏ mối xong rồi còn thường tôi lại em đi bán chạy chợ. Rồi mở Bến Tre mở với ai? Dạ, hiện tại em làm có một mình. Một mình hả? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở nhà. Em xưa giờ em tự lập, em không có, em làm chỉ có một mình. Nhưng mà em có ở chung ba mẹ không? Dạ có, đi gì vậy đó. À, tức là sáng bán xong rồi chiều cũng về ở với ba mẹ đúng không? Thời gian rảnh hay mới gì? Ủa vậy là em ở trọ? Dạ, mà em mướn mặt bằng đó. À. À, tức là em mướn mặt bằng rồi em ở tại mặt bằng mình bán luôn. Ừ. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Nhà em chủ bán nó về tới ba mẹ gần không? Khoảng 3 cây số. À gần mà. Rồi nhà ba mẹ đang ở với ai nữa? Còn anh thứ ba. Thứ ba. Thôi mời nhà gái cho chúng tôi rồi biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm. Dạ, ưu điểm của em thì em nhanh nhẹn hoạt bát, còn khuyết điểm của em thì em hoạt nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Như em đang cảm không? Đúng rồi, em đang hơi khan tiếng á. À, bạn ấy đang hơi khan tiếng nên nó nóng tính lắm em hả? Cũng nóng hơi hơi thôi. Rồi bên nhà trai tôi hiền lành lắm nha. Lỡ nóng khách tính đang ăn mà khách làm mình nóng giận lên rồi làm sao? Cái đó mình kìm được. Kìm được ha. Đúng rồi. Tôi thấy nhà trai hơi bị hiền á. Hả? Hiền nhút nhát đúng không? Chung là thì nó có hơi nhút nhát với nữ thôi, còn chứ em ra đường thì nói chung em bán buôn bán rồi này kia được. Ra đường là không ăn hiếp em được đúng không? Phải không? Ừ vậy thì được. Chứ thấy em nhút nhát hiền nữa rồi bán trái cây sao mà rủ người ta lại ta mua trái cây người ta không trả tiền rồi sao? Nhà gái bên đây là hơi nóng tính rồi, nhà trai bên kia không biết làm sao à. Còn em có nóng tính không? Nói chung là em ít khi nào nóng tính đó. À. Còn nóng tính em làm gì? Nóng quá đó. Nóng quá em bỏ dặn đi. À, chú phải bóp nát trái cam hả? Tự nhiên lịch sử lại hiện về. Bán trái cây mà nhiều khi nóng không biết làm gì, bóp trái cam cho nát hay gì đó. Rồi bên nhà gái còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ không. Không hết rồi, nhà gái đơn giản chỉ có nóng tính thôi. Nhà trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Em chỉ có ưu điểm là của em là em thẳng thắn. Ừ. Còn khuyết điểm của em đó là hơi nói nhiều tí. Em nói nhiều hả? Rồi sao nó giờ ngồi em ru rồi trời? Tại vì mua bán thì mua bán nói suốt vậy đó hả? Ta thu đại nè, ta thu gì đó cam xoài mít ổi gì đó, ta thu vô cái loa trong thế phát ra khỏi nói. Có thu chứ, nhưng mà điều cái nhiều khi khách quen anh. Ta nói chuyện với mình phải nói chuyện với người ta chứ. Khuyết điểm này nặng nhất à? Khuyết điểm của em hả? Khuyết điểm của em nãy nói rồi. Có rồi, nhưng mà khuyết điểm nào mà nặng nhất á? Có gì không? Ví dụ như là cọc cằn. Mấy người hiền hiền lành cũng hơi cọc lắm á nha. Nói chung là cọc thì hiếm lắm. Hiếm. Có muốn lộn lộ dai rồi bây giờ chưa? Chưa. À, thôi vậy cũng được. Đường tình duyên bên nhà gái sao? Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, nhưng mà mình là chưa suy nghĩ tới cái chuyện là có gia đình nhá. Cái bây giờ tới tuổi thì em cũng suy nghĩ có gia đình, nhưng mà lại chưa không tìm được cái đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp với mình. Dạ. Nào giờ em quen mấy mối tình rồi? Em cũng quen cũng nhiều. Có mối tình nào sâu nặng không? Cũng 2-3 năm rồi, cái giống như lúc đó là mình chỉ nghĩ bên chơi. Nhưng mà bây giờ tới rồi tuổi em bỏ người ta. Dạ. Em làm người ta đau khổ. Chào em gái. Dạ. Có thể nói một số mối tình nhiều là nhiều số mấy? Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 câu lại là 7. Trời ơi. Khá đó. Mình đầy bản lĩnh đó. Mà quen mà không nghĩ tới kết hôn cho nên thôi bỏ. Dạ đúng rồi, lúc đó là đang còn suy nghĩ đang chơi á chị. Ừ. Nhưng mà bây giờ tới tuổi rồi cái... Tới tuổi là nhiêu? 30. Giờ muốn chồng thì chưa? Không, ý là em cũng quen để mà tìm hiểu thôi. Ừ. Tại vì nếu mà hợp thì mình sẽ đến tới hôn nhân. Lấy liền không?
Chưa biết. Chưa biết giờ mà. Có xác định không? Xác định là kết hôn không? Dạ, nếu mà hợp thì xác định kết hôn. Ờ. Dạ. Rồi. Phải biết. Hỏi cho rõ. Bên đây thử coi, mấy mối tình rồi? Dạ, em được một mối tình. Em quen được 3 năm. Này chắc chung. Tại vì lúc đó em còn khó khăn. Khi người đó đợi em thêm 2 năm nữa thì công việc em ổn định đó, rồi tiến tới á. Em ra người đó với bên nhà gái người ta không đồng ý đợi á. Thôi thì lấy chồng. Dạ. Bây giờ em không quen. Tội nghiệp không? Lâu chưa? Hôm nay 6 năm. 6 năm rồi. Trời ơi. Không quen mối tình 3 năm mà kêu người ta đợi 2 năm nữa cho có sự nghiệp. Không đợi. Người ta lại lấy chồng rồi. Ở vậy luôn 6 năm rồi đó. Thấy thương không? Rồi từ đó tới nay không quen ai hết hả cưng? Dạ không. Em chỉ lo làm. Có cô nào lại mua trái cây khoái không? Nói chung là nhiều người khoái em lắm. Nhiều người đều con gái. Em không làm như nếu mình, mà coi ổng sao mình không... Nhiều người khoái em dữ lắm. Nhiều người khoái nó lắm á. Nhiều người khoái em dữ lắm. Ừ. Rồi chào nha trai. Ừ. Nhiều người khoái dữ lắm hả? Mà sao không chịu? Tại em lo công việc của em. Tại... Chưa có sự nghiệp hả? Nói chung giờ công việc của em thì nói chung là em cũng ổn định rồi. Ổn chưa? Ổn rồi. Bây giờ lấy vợ về có nuôi vợ rồi nuôi thêm con nổi không? Nói chung là bình thường. Bình thường vậy là được rồi. Tự tin rồi đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ mình muốn lấy một người vợ như thế nào nè? Em chủ yếu em không có đòi hỏi gì hết á. Chỉ chủ yếu về công việc của em. Tỉ như em đi ra đường em bán. Thì ở nhà thì bán được nhiêu được. Thì lo cơm nước em về cứ tới buổi em đi về em ăn vậy thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ví dụ người ta không có nhà nấu cơm nước, ta cũng lo đi làm ăn kiếm tiền. Rồi thì được không? Được, thì chuyện đó thì mình tính tiếp nữa. Ừ. Sao? Ra quán mình ăn gì đó rồi thì xong. Cô bên này là nấu đồ ăn sáng để bán mà. Dạ. Nên là bán dạ. Không hết là về ăn trưa tối luôn. Là cơm nước là đầy đủ, lúc nào nhà cũng có đồ ăn. Chưa chi chùa ta không rồi nấu dư ra. Trời ơi, tao bán sáng mà kêu để ăn trưa tối luôn. Người ta không có nói ý đó mà cái người mà đáng tán tội là cái người mà nói vô á. Thấy không? Dạ. Thấy chị Lan không? Thấy nói vậy nè, là con bán đồ ăn sáng, vậy thì á là bán hết, trưa hai đứa đi ăn cơm tiệm cũng được. Đi ăn nhà hàng cho sang. Hả? Bán hết để đi ăn nhà hàng. À cho nó sang đúng không? Dạ. Cô này cũng vui mà. Thật ra anh bên kia hiền, hiền lành, chất phác. Cô này cũng hơi lanh mà rất là vui. Hai người hợp nhau á. Bù trừ được. Người bán ăn sáng. Thôi vậy tôi gom lại một mặt bằng đi. Dạ, ăn sáng trái cây. Ăn sáng mua trái cây luôn. Đó. Ừ, rồi trưa cái bán ăn trưa mua trái cây nữa. Nói chung là bữa ăn nào cũng cần phải có la set. Đúng rồi. Đó. Được không? Hợp lý không cưng? Dạ. Hợp lý ha. Đó, hay quá trời. Bây giờ mình muốn có người yêu như thế nào? À, em giống như là hiện lại. Biết tính toán làm ăn là ok. Đúng như anh kia luôn. Hiền lành, tính toán làm ăn. Cũng gì lo làm ăn mà không cưới được vợ đó. Nói gì nữa, muốn gì nữa? Dạ, như là... Em ghét đàn ông điều gì? Ấy là kiểu như là đừng có nhậu với đây. Nhậu thì vẫn được, nhưng mà mình phải biết hạn chế. Anh kia chắc không có đi bán trái cây xong về có hay đi nhậu không? Dạ, hiếm lắm. Em là đi nhậu phải có tiền thì mới nhậu. À, tức là nhậu là phải ra tiền thì mới nhậu đúng không? Cũng như mình làm với một người nào đó. Rồi mình ra thì như có thêm một cái quan hệ mối quan hệ ra là tiền thì làm mới nhậu hợp lý. Không, thực ra là nhậu ngoại giao á, ảnh nhậu ngoại giao thôi chứ thực ra ảnh cũng ít đi nhậu lắm. Thôi anh thấy hai người hợp với nhau đó. Bây giờ này chị hỏi em nè, em thích con trai có ngoại hình như thế nào, em có cái hình mẫu nào không? Cao ráo nói chung cũng phong độ xíu thì cũng ok, tướng được xíu là được. Tướng được là sao? Tướng được là sao mới được? Có một mẫu hình nào mà cao ráo chút có gì? Mẫu hình nào mà thể so sánh tướng cao chút được, tướng được chút được không? Dạ hơi cao cao một xíu. Cao cao cỡ ai? Vĩnh Thụy không? Trắng hay đen? Không, đây là nước da thì bình thường thôi, trắng đen gì. Nhưng mà phải cao một chút. Dạ. Cao hơn em được không? Cao hơn em, tất nhiên phải cao hơn em mới được. Rồi. Ví dụ như giờ á, tình hình ví dụ giờ em về Bến Tre, em theo chồng về Bến Tre được không? Thì nếu mà làm ăn mà mình có cái chỗ làm đúng hợp lý. Bến Tre bây giờ phát triển lắm. Bến Tre giờ gần, thật ra Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh gần lắm. Đi có tiếng rồi. Lên chỗ em mà có chỗ làm ăn thì vẫn cũng có làm được, không chung làm sẵn, kinh doanh buôn bán thì ở đâu sẵn thì chỗ nào ba bán trái cây mình ké đồ ăn sáng luôn, không dạ, tốn tiền mặt bằng. Chỗ của em là ngay khu công nghiệp Tân Tảo à, chỗ đó làm ăn dễ làm ăn lắm. Cái chỗ của mình của em á thì giờ kéo nó lên bán trái cây khu công nghiệp cũng được đó, hợp không lý. Chỗ của em là em ở ngay khu công nghiệp nên em bán đồ ăn cũng được á. Thôi người thân em là ai vậy? Không, em đi lên đây là giống như em giấu thì nhà không ai biết. Giấu hết đúng không? Dạ. Rồi để đây để chị Lan lo ở đây cho.
Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi có mình à. Đi mình hả? Dạ. Rồi để ông tôi lo luôn. Tôi vừa bán trái cây vừa bán bún bò luôn. Rồi. Thôi. Mở rào. Xong, bắt đầu tiến tới nha. Mình dùng kỹ năng của mình, kỹ năng bán trái cây đó. Giờ mình đi cua gái nè. Tiến tới. Hôm nay em lên đây gấp quá, em chưa chuẩn bị gì cho nhà trai hết. Hả? Tại vì em lên cũng gấp quá nên em chưa chuẩn bị được gì cho nhà trai. Không cần. Dạ. Mời anh ăn bún bò là được rồi. Dạ. Dạ. Về chỗ rồi. Nào? Ngồi đi nè. Đó. Trò chuyện giao lưu với nhau nè. Em thích người mẫu em quen đó là như thế nào? Dạ thì cũng bình thường là được rồi. Rồi. Tức là em cũng không đòi hỏi là phải cao sang. Quan trọng là cái tính tình thôi. Nói chung là anh thì cũng dễ lắm. Anh chủ yếu là xấu đẹp anh hỏi hàng vấn đề gì đó. Anh luôn là nó biết làm vậy thôi. Anh chủ yếu là cứ như đó. Thì anh lên đây á, thì nói chung á, thì đi một hay gì hay. Dạ. Đó. Tự nhiên em nắm được. Có thể chừng nào tiến tới được. Thấy được thì khoảng chừng nào tiến tới được đó. Dạ thì bây giờ nếu mà thấy được thì cùng tìm hiểu. Xem là có hợp nhau hay không rồi mình sẽ tiến tới. Lâu không? Khoảng bao lâu? Thì trong năm nay thì anh nói chung thì anh giờ nào anh sẵn sàng. Dạ. Mình tìm hiểu một vài tháng đi rồi cái điểm như em cảm thấy được ok thì anh tiến tới. Dạ. Còn không được thì mình xem như là bạn bè vậy thôi. Dạ. Rồi cái khoảng cách vậy đó mình hẹn hò sau nói với bạn gái biết đi, hai đứa coi tìm cách nào đó làm sao. Em thì em hiện tại bây giờ em đang làm ở trên thành phố. Dạ. Em cũng buôn bán luôn, nói chung là giờ giấc của em thì nó cũng tự do, không có phải đi làm công ty này kia. Nói chung anh thì cũng vậy thôi. Nói chung là anh thì như muốn hẹn hò gì đó thôi là em chỉ em điện anh mai em sắp xếp lên ăn uống gì đó hoặc cà phê pháo gì đó, thì nói chung là anh bắt đi giờ nào là anh đi giờ đó, tại vì anh không có lệ thuộc ai hết. Yeah. Đó được đó, hai đứa không lệ thuộc hết trơn. Ở kia bán ăn sáng là bận thôi, từ trưa tới chiều em là bận tới trưa. Từ chiều làm gì? Chiều ở không làm gì hết. Ở không tôi xuống Bến Tre phụ bán trái cây. Ha, giờ có tuyến xe buýt đi tới Tiền Giang luôn. Yeah. Hả? Tới Tiền Giang xong bạn trai đón qua bên kia. Ai cũng vậy. Nếu bữa nào mà ở dưới chiều không có bán thì sáng lên phụ bán bánh bún bò với bạn gái. Được không? Thì thỉnh thoảng thì chắc có lẽ được. Yeah. Thì thỉnh thoảng chứ không phải bỏ lên đây hoài rồi ế trái cây tiền đâu cưới vợ. Bỏ lên đây hoài là mất mối luôn. Nói chung là em cũng không lo ngại về những chuyện đó. Thì với em lên đây em có người bán ở dưới. Có người bán đúng không? Có lính đúng không? Dạ. Yeah. Đó. Thì em tới hai bãi rồi, hai bãi dưa, hai bãi rồi ha, có nhiều người cũng có ba bốn bãi luôn á. Rồi bây giờ nè em hỏi bạn gái đi, giờ tính hình em thích con trai con gái gì đó rồi có về Bến Tre với anh không gì á? Em tự nhiên giờ mình có gia đình đó, em thích có làm dâu rồi. Không, em thì em thích một kiểu là tự do. À, tự do? Dạ, kiểu như mình tự lập á. Nói chung là anh này tự lập nhỏ cho lắm. Cho nó thoải mái. Tại vì em cũng tự lập mà. Đó giờ em ở trên đây cũng tự lập không? Nói chung là anh cũng vậy thôi. Cưới nhau đó. Yeah. Nói chung là cũng không có làm dâu đâu. Nói chung anh cũng có còn người anh thứ ba. Anh cũng có nói rồi. Giờ cũng như chia ra tư riêng hết rồi. Yeah. Nhà anh sống như cũng gần nhà đó. Anh đi tới luôn vậy thôi. Hỏi chuyện con cái đi. Con cái thì hiện giờ mình có gia đình. Em thích con trai con gái. Trai gái gì nói chung cũng được, cái giao miễn mình yêu thương đó là được. Em không quan trọng một trai hay một gái gì hết á. Hai trai cũng được mà hai gái cũng được. Có nuôi nổi hay không? Cái đó thì bình thường chứ đâu có gì đâu mà nuôi nổi. Bây giờ em nói thì em đã chuẩn bị gì cho cái việc cưới vợ rồi, em nói cho bạn gái biết thì bạn gái có tự tin về Bến Tre. Nói chung á bây giờ anh vốn thì nói chung là anh không có nói ra, tại vì bây giờ tính anh thì thẳng thắn lắm, đủ tiền cưới vợ được. Yeah. Nói chung là anh nói thẳng, anh có gia đình, anh nói chung là anh không thua chút ai hết. Tuy rằng tại vì hôm nay anh có thể, tại vì anh mất công việc, anh đi chở đồ đi bán gì, dù về tới nhà là chương trình điện cho anh, kể là bữa nay anh lên không được thì anh đang chở đồ cho người ta đó. Yeah. Thì thành ra gấp gút quá, thành ra anh cũng không chuẩn bị gì hết. Nói chung là anh đưa lại cho mấy người bạn làm chạy giùm á, sau hên cái thứ là cũng không được, thì cái anh mới chạy lên đây.
nhưng mà chắc mình cũng có cái duyên hay gì đó. Yeah. Cái duyên đó. Bây giờ vậy. Cái chuyện đó là duyên nợ đó. Ha. Chúng ta gặp nhau trong sự gấp gáp. Rồi, hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau đi. Thấy bạn gái sao, trong lòng mình sao? Mình mong muốn gì? Có thích bạn gái về Bến Tre không? Nói luôn đi. Nãy giờ anh nói chuyện với em, anh thấy em vậy đó. Rồi anh chịu gì của em, không chịu gì của em, nói luôn. Anh mong muốn gì nói luôn. Nãy giờ theo quan niệm của em nói chuyện nhanh. Thì bình thường thì em cũng thấy hiện tại bây giờ thì thấy cũng hợp lý, còn tìm hiểu thì mình chưa biết. Còn em nói sao, nói đi con trai. Giờ anh cũng không biết nói gì hơn, thì tự nhiên giờ bây giờ mình lên đây là cũng hẹn hò như vậy thì mình bấm nút hay có gì mình tìm hiểu nhau sau. Rồi chút xíu mình gặp lại, mình đi uống ly cà phê gì đó, mình lấy số điện thoại rồi nói chuyện tiếp. Rồi, ok. Về ghế ngồi đi. Để tay nút bấm bên trái, bên trái đó. Hai bạn hãy suy nghĩ lại về những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau, xem là chúng ta có thực sự là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Những lúc chúng ta nắm tay nhau, đó là những cái giây phút mà chương trình cho thời gian để các bạn giao lưu về mặt cảm xúc. Các bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm bấm nút hay không thì màn hình sẽ hiển thị 1, 2, 3. Chúc mừng. Nào. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó. Một nụ hôn đầu tiên. Rất quyết liệt. Cảm giác sao em gái? Hơi rung. Hơi rung hả? Hay sao? Cảm giác sao? Cũng hơi rung. Không phải hung sao? Cảm giác hung sao đó? Cảm giác này 6 hay năm mà chưa có hung ai hết. Làm cái nửa bên trái luôn. Cho nó hợp luôn. Hay nửa bên kia, má bên kia luôn. Nào. Được rồi. Được rồi. Má bên kia. Dòng qua bên này. Ừ, chàng quá liền. Sáu năm rồi người ta chưa hôn nhau đó ha. Thôi, đó là một cái duyên nợ các bạn đã gặp nhau. Hãy tạo điều kiện cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa. Để yêu nhau, để đi đến kết hôn với nhau. Một chặng đường cũng khá dài, nhưng cố gắng chăm sóc, giữ lấy những cái gì mình đã nói trò chuyện ngày hôm nay nha. Ok, bạn gái đang cảm hả? Dạ, em cảm được với người kia. Rồi. Em mới vui làm được rồi. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Ngay bây giờ Ngọc Lam và Cô Linh sẽ giới thiệu đến quý vị hai cặp đôi họ đang đi tìm một nửa yêu thương của họ, để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Tới cái tuổi nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để quay về, nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi, đơn giản vậy thôi. Bạn bên đó có yêu cầu về chiều cao của bạn? Chiều cao thì lùn hơn em là được rồi, đỉnh cao hơn em. Nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Nên ngư cả cơm tươi. Nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em gái, mời em ngồi. Mời em trai. Rồi, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh và bạn trai bên kia. Rồi, chào em. Chào khán giả. Em tên là Mơ, em quê ở Cà Mau. Cái gì Mơ em? Quang Kiều Mơ ạ. À. Quang Kiều Mơ hả? Dạ. Tên lạ mà tên đẹp ha. Tên hay quá ha. Dạ. Rồi mời em trai. Em chào anh. Em rồi chào em. Tất cả anh chị em trường quay. Em tên Ngụy Thiên Ích. Ngụy Thiên Ích hả? Đúng rồi. Trời, tên còn lạ nữa. Bên kia dạ. Quang Kiều Mơ là cũng lạ rồi. Ở đây là Ngụy Thiên Ích. Dạ. Em là người Hoa đúng không? Đúng rồi, em gốc Hoa. Em thì làm sale thời trang cho một hãng công ty. À, sale thời trang. À. Công việc thì cũng thoải mái, thời gian giờ giấc được. Nhà mời nhà gái.
Em làm ở đâu? Em đang làm ở quận nhất á chị. Em đang làm công ty kinh doanh lốp xe. Em làm bộ phận nào? Em làm bộ phận kế hoạch ạ. Kế hoạch? Thật ra là em làm quận nhất nhưng mà em ở Bình Dương. Ủa sao vậy? Dạ. Cô gái này là đang ở Bình Dương đó nha, không biết nhà trai là đang ở đâu. Em thì ở Sài Gòn, còn ở chung với lại gia đình. Em ở gia đình ở quận mấy? Ở bên quận 6. Rồi, nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Thật ra là nếu như về ưu điểm thì cố gắng lắm thì chắc cũng tìm được một ưu điểm thôi, là em có thể đồng cảm với người khác. Nghĩa như mọi người mà có tính tâm sự gì đó thì em có thể đồng cảm được. Thì nói chung là mình miễn cưỡng mình coi nhân là một ưu điểm. Tại vì em hầu như là em thấy phát khuyết điểm thì em nhiều hơn. Nên là nếu có thể liệt kê thì một danh sách, nhưng mà mình cứ liệt kê một hai cái. Ví dụ như là em vụng về trong việc cái mức cái vấn đề mà làm dâu thì nó cũng là một trong những cái trở ngại. Và thêm một cái nữa là em hơi bị cộc tính á chị. Nói chung là nó cũng thất thường mưa nắng. Nên là hôm nào mà kiểu áp lực công việc hay là tâm trạng không được tốt lắm thì em hay cộc tính, là nói chung là bất chấp người nhà bạn bè gì vô là em la hết. Vậy đó hả Mơ? Tên mơ mộng quá mà sao mà tới dạ. Mức mà cọc lên là bất chấp luôn á hả? Thật ra là con cũng đang điều chỉnh một chút, nhưng mà không biết điều chỉnh khi nào chứ. Phải điều chỉnh đi em ơi, cọc lên mà bất chấp là cũng mệt lắm á. Thật ra là cái câu chuyện mà mình vụng về á thì mình không có thể nào liên đới đến cái việc là mình trở ngại trong cái việc làm dâu. Tại vì quan trọng là mình có muốn làm dâu hay không. Chị thấy em còn một ưu điểm nữa, hay là do em khiêm tốn, là em rất là xinh đẹp. Rất là dễ thương luôn. Phải tự tin về cái đó nha. Bây giờ em đang suy nghĩ có phải không nha. Nhà gái của tôi khiêm tốn lắm. Dạ, thường mình xinh đẹp cũng đừng nói ra, để người khác nói ra hay hơn. Nhà trai nè, ưu điểm, khuyết điểm thì là gì nè? Ưu điểm của em đẹp trai. Đẹp trai. Ưu điểm của em là không trầm, hoạt bát, năng động, luôn luôn muốn học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống, trong công việc cũng vậy. Khuyết điểm thì theo góp ý của nhiều người thì nói hơi bị nhiều, chưa đủ độ tinh tế. Cũng hay ha, bạn nhận ra là bạn đủ độ tinh đúng tế rồi. Là cũng hay đó. Cái thường nói là nhiều hay va vấp, mà va vấp thì thiếu nhiều khi nó thiếu tinh thể giống nhanh gì đó, nó cũng hay nói tùm lum la, hồi đôi khi nó cũng có trật chứ bộ. Dạ không lo, nhưng mình biết được thì mình khắc phục được. Để tôi qua tôi coi nhà gái xinh đẹp cỡ nào. Trời ơi. Nhà trai tôi cũng phong trần lắm, tôi ít khi nào khen ai chứ. Mà tôi khen là phải có lý do. Dễ thương, xinh xắn, chừng nào thì lấy chồng được? Hiện tại thì không được. Hiện tại thì không được. Tại vì thực ra là tuổi của con cũng 30 mấy tuổi rồi. Cái này nhà trai chịu nè, trong chế độ chờ sẵn đó. Thành ra nhà trai có rất là nhiều thuận lợi ha. Có mấy mối tình rồi? Con chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà từ sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng lâu lắm rồi. À, dạ, yêu mấy năm? Chưa được một năm. Là mối tình đầu tiên luôn, duy nhất luôn hả? Rồi sao chia tay? Con đi làm trên này, còn bạn thì ở quê. Liên lạc nó không được thường xuyên lắm, nên là một thời gian kiểu như xa mặt cách lòng đúng không? Không biết có cách lòng hay không, nhưng mà chắc là cảm thấy không thể tiếp tục, nên là quyết định dừng lại. Rồi, vậy thì cũng không có gì sâu đậm hết trơn á. Để coi bên đây có cái gì sâu đậm không? Coi bạn kia có đường tình duyên sao? Sao? Em thì là có trải qua 3 mối tình. Có một mối tình là còn nhỏ quá, chưa có sâu đậm. Một mối tình là lớn hơn tuổi, và một mối tình là 6 tháng trước. Mới 6 tháng rồi đó hả? 6 tháng. Mới chia tay 6 tháng rồi. Nhiều khi nó cũng không sâu đậm cho nên là mấy năm mà chia tay 6 tháng? Quen nhau 9 tháng. Ta ráng 10 ngày đó là ngon. Quen có 9 tháng chia tay là sai rồi. Ông có 3 mối tình nha, mình nghe mình thấy hoành tráng. Mối tình đầu tiên còn nhỏ xíu rồi, chắc lúc đó học cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi cái mối tình mới đây thì chia tay mới 6 tháng, hỏi quen nhiều quen 9 tháng. Ủa rồi cái khúc giữa là quen bao lâu? Cái mối tình lớn hơn tuổi là quen nhau được 1 năm rưỡi. Năm rưỡi là chắc sâu đậm ạ. Nhưng mà phía của em là cảm thấy không có thích hợp với người có đối phương. Nghe cô này nói có gì thấy thích hợp không? Thấy có hợp không? Thấy tính cách cũng hợp. Thấy có vô như thế nào? Có. Ráng sau này quen cho bằng mọi giá, ráng vượt qua cái 9 tháng 10 ngày là bảo đảm là nó sẽ bền bỉ. Đó, bây giờ mình muốn có một người yêu như thế nào nè? Tới cái tuổi, nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để quay về. Nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi. Đơn giản vậy thôi. Thì sự chân thành là phải có, căn bản là hướng nội. Em chỉ cần như đó thôi. Ngoại hình em có mong muốn gì không? Ngoại hình thì bình thường được rồi. Cô gái bên kia là nhỏ nhỏ dễ thương lắm.
Dạ. Điều kiện đưa ra của nhà trai khó không? Cái chỗ hướng nội thì cũng không chắc. Dạ, mình hướng ngoại đúng không? Ngừng lệnh chứng giữa. Ngừng lệnh chứng giữa. Ở chứng giữa hả? Dạ. Mình hoài tốt quá. Thôi, hướng nội hướng ngoại cũng được. À, để con hỏi bạn kia một câu được không? Rồi hỏi đi. Bạn bên đó có yêu cầu về chiều cao của bạn nữ không? Chiều cao thì lùn hơn em mà được rồi. Đỉnh cao hơn em. Ngon. Lùn hơn nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Tôi vẫn chấp nhận. Tôi vẫn chấp nhận. Không, thật ra bạn gái đây nhỏ con mà xinh. Dễ thương. Rất là xinh luôn. Trời à, không lo. Bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng thế nào? Trước hết đó là bạn nó phải có suy nghĩ nhiều cho gia đình á. Con là ưu tiên những người dành cho gia đình. Người đàn ông của gia đình. À, không nhất định là họ không có bạn bè hoặc là họ không thể giao lưu bạn bè, nhưng mà trong tâm của họ lúc nào cũng sẽ có gia đình. Không nhất định phải là gia đình nhỏ, nhưng mà cha mẹ của mình, anh chị em nữa. Mày có nghe anh nói không? Anh mơ ước có một người, một nơi để quay về, một người vợ và một người đứa con chờ đợi anh về. Thì cái đó là nhà của anh. Ví dụ như bây giờ con về là nhà của anh, nhưng ví dụ như bao bố mẹ, anh chị em, họ hàng được các kiểu. Nhiều khi ảnh về anh chỉ chăm lo cho cái gia đình nhỏ thôi, quên đi cái gia đình to kia thì... À, con muốn chăm lo luôn gia đình to luôn đúng không? Dạ. Thì dĩ nhiên gia đình nhỏ ta chăm lo được thế nào, tôi cũng quan tâm gia đình to thôi. Dạ. Cái sợ cái quan tâm gia đình to mà không quan tâm gia đình nhỏ đó, đúng. Cái đó mới là mệt. Còn gì khó hơn không? Bạn đó sẽ có chiếc cầu tiến, không nhất định là công việc của lương cao hoặc là lương thấp như thế nào, nhưng ít nhất là bạn sẽ phải có suy nghĩ là mình muốn vươn lên. Thêm nữa là có thể yêu thích thể thao, tại vì cũng hơi lười vận động nên là cần một người để cùng nhau vận động. Vừa hết đất vừa hát được không? Cũng vậy, không cần đúng không? Đi kiểu cùng đi ra sân xem bóng đá cũng được, vậy là được rồi. Này chắc hít hát không nổi. Không nổi đúng không? Không nổi. Thôi nói vậy thôi. Hai môn em đều biết nhưng mà phải riêng lẻ. Tách ra. Tách ra. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân nào, bạn trai đi với ai? Em thì không đi với người nhà. Tại vì mẹ thì là không được khỏe, yếu. Rồi không lo. Không sao, có ông Mai lo cho. Dạ. Con đi với ai? Dạ nãy con từ công ty chạy qua nên đi một mình. Rồi thôi. Rồi được. Có chị Lan lo. Hai đứa tự nói chuyện nhau đi ha. À, duyên nó tới, nó sẽ tới thôi. Bây giờ thì mở ra. Bắt đầu đi Ích. Nào, đứng chờ sẵn đi cưng. Anh chào em. Dạ, cảm ơn. Anh giỏi hơn sô-cô-la. Dạ. Cuộc sống ngọt ngào đó. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Có một phần quà nhỏ về quê thôi nên là hy vọng là anh sẽ không chê. Dạ. Cảm ơn anh. Mình cảm nhận về nhau đi. Bây giờ là anh đi làm là anh làm cả tuần luôn hả? Hay là như thế nào? Công việc của anh thì không có ngày nào nghỉ hết. Chủ nhật thì anh dành thời gian buổi chiều cho riêng mình hơn. Bây giờ là anh sống với bố mẹ? Đúng rồi, sống với lại bố mẹ. Anh chị em thì có gia đình hết rồi. Dạ. Còn mình anh thì nhà cũng không có anh lắm. À, lúc nãy em chưa có nghe, không biết là anh sinh năm mấy. Anh sinh năm 88, còn em? Em dạ, em sinh năm 89. Sinh năm 89. Dạ, anh rồi, là bạn tính hẹn hò nhé. Nói chung là phải có thời gian tìm hiểu nhau hơn, thêm hơn về tính cách. Dạ. Đó, bây giờ nhà người ta ở Bình Dương, người ta dạ, làm ở quận nhất, tìm hiểu như thế nào nè? Thời gian gặp nhau như thế nào để tìm hiểu nhau nè? Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bình Dương cũng không phải xa lắm. Nói chung là có tình cảm rồi thì khoảng cách nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng mà cũng phải gặp nhau mới biết có tình cảm nhau hay không chứ. Đúng rồi, lúc trước thì có xuống Thủ Dầu Một ngoài. Nói chung công việc cũng có xuống Thủ Dầu Một, Tân Uyên cũng có xuống ngoài. Cái đoạn đường nó cũng đi thường. Dạ. Em làm cái công việc á, cái tính chất công việc nó ra sao vậy em? Em làm giờ hành chính rồi. Em chỉ làm đến thứ 6 thôi. Thứ 7 chủ nhật em nghỉ. À, thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Bây giờ một tuần có thể đi xuống Bình Dương chở người ta đi chơi được mấy ngày? Một tuần chắc được một ngày. Tuần ngày được em? Em miễn cưỡng rồi chị. Công việc cũng vất vả quá nên miễn cưỡng. À vậy. Miễn cưỡng. Dễ dàng. Năm nay bạn nào cũng ngoài 30 rồi, hỏi có bây giờ hẹn hò nhau rồi tới bao lâu thì bạn gái cho tiến tới, hỏi bạn gái đi. Theo em nghĩ thì là cái chuyện tìm hiểu để hiểu nhau hơn thì chắc khoảng nửa năm thôi là có thể tiến đến hôn nhân. Rồi, hỏi bạn gái có chịu không? Nửa năm nữa kết hôn, chịu không? Hỏi. Không, em nghĩ là bạn gái chịu. Thật ra thì em nghĩ là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm nó cũng còn hơi sớm. Nãy mới nói với tôi là đang chờ sẵn chừng nào cũng được, chừng nào thì lấy chồng được.
Hiện tại thì lúc nào cũng được. Hiện tại thì lúc nào cũng được. Tại vì nhưng mà mình tìm hiểu thì tìm hiểu mà lâu xíu chú anh. Đúng rồi em. Hợp lý hả? Hợp lý. Kỹ kỹ một chút thì sau này mình sẽ gắn bó lâu dài. Rồi chúng ta bước tới một cái bước tiến nữa, đó là kết hôn nè. Bây giờ kết hôn xong các bạn ở đâu nè? Có làm dâu không hay là như thế nào? Bàn, bàn đi. Anh thì có cái dự tính tương lai là ở riêng, không thích ở với lại bố mẹ. Em nói em thích ở riêng, thế thì em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân của mình chưa? Có chứ, về kinh tế rồi cái thứ. Là giờ mua nhà riêng được rồi ha? Hiện giờ chưa được. À. Nhưng mà trong dự tính là trong một khoảng thời gian nữa thôi. Đã có dự tính là tốt rồi, hợp lý đúng không? Không làm dâu đó. Không làm dâu. Nhưng mà nếu vậy thì bố mẹ thì như thế nào? Tại vì chỉ còn có anh và bố mẹ đúng không? Các anh chị em rồi có gia đình hết rồi. Thì nếu là con út mà nó không làm nhà, không ở nhà chăm sóc bố mẹ thì có vấn đề gì không? Không có nghĩa là ở gần bố mẹ. Rồi, hợp dạ. lý. Rồi, bước tới gần hơn nữa. Em hỏi thẳng luôn đi, bây giờ kết hôn xong rồi anh có đưa tiền cho em hai giữ người hay nắm không? Tay nhau đi rồi hỏi tiếp. Về mặt gia đình á, khi mà kết hôn xong á thì mọi thứ là một thôi. Dạ. Thì em cảm thấy anh nói như vậy có đúng không? Mà nó hơi chung chung quá, anh chi tiết được không? Về tài chính là hai vợ chồng thì là cùng nhau mà giữ thôi. Nghĩa là của ai người nấy giữ? Không, cùng nhau giữ. Bạn gái muốn cụ thể giữ chung là sao đúng không em? Đúng rồi. Theo cái quan niệm của em á là chung một cái sổ tiết kiệm gì đó, gia đình có vấn đề gì á thì ngồi bàn với nhau. Hỏi cụ thể là giờ làm lương một tháng xong là bỏ hết vô tiết kiệm luôn hay là sao? Anh nghĩ là vậy đó. Ngoài những chi tiêu nhỏ ra thì còn bao nhiêu là để vô tiết kiệm hết. Chi tiêu nhỏ là nhiêu? Tiền chi phí đi lại rồi nói cái thứ này. Lan hỏi khó quá. Tùy theo mỗi tháng chi tiêu cái này kia chứ. Đâu phải làm tháng nào bỏ tiết kiệm đủ tháng đó đâu. Nhiều khi làm xong không đủ rồi sao? Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. Hả? Bạn gái đồng ý với đề xuất của bạn trai để đưa ra không? Thật ra thì con thấy nó cũng là quý hai. Anh có hút thuốc hay uống rượu? Anh có uống bia hay uống rượu? Hút thuốc thì anh không hút. Mà anh làm việc hết việc nhà được đó. Anh không có phân biệt. Anh không có phân biệt công việc. Nói chung là người nào khỏe người đó làm. Mệt thì mình làm phụ qua thôi. Cũng mà em có hay mệt không? Mà em có hay mệt không? Không, em không mệt. Người nào khỏe người đó làm mà anh nhưng không nào khỏe. Anh không lúc nào anh khỏe, ngày nào anh cũng mệt. Nào, chúng ta về vị trí thôi các bạn. Để tay mình bấm thôi. Nhìn thẳng về phía trước, kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem nó có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta cho ngay cơ hội đó. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu như hai trái tim không đồng điệu với nhau thì sẽ không bao giờ sinh ra một định lý nào cả. Và chúng thấy ở điều đó. Thôi thì trên sóng truyền hình á, chàng trai nào mà chúng ta đồng điệu với cô gái tên Mơ thì bấm nút cho cô ấy và gửi thông tin về chúng tôi. Còn cô gái nào mà thấy rằng mình hợp với lại anh X thì gửi thông tin về chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến đây. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chú, cảm ơn chị.